Thưa quý vị, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Phật giáo huyện Bình Chánh bằng mọi sự nỗ lực đã tích cực đẩy mạnh nhiều hoạt động thiện nguyện, chung tay cùng các cấp lãnh đạo chính quyền chăm lo đời sống cho nhân dân trong mùa dịch bệnh. Vừa qua, Ban trị sự huyện đã tiếp nhận 20 tấn nông sản từ Đà Lạt và tiếp tục có những phần quà trao tặng người dân khó khăn. Trên tinh thần cứu khổ ban vui của người con Phật, ngày 7 tháng 9 năm 2021, thượng tọa Thích Nguyên Chiếu, chủ tịch chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang trụ trì tu viện Kim Cang, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, đã đại diện Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh, tiếp nhận hai 20 tấn nông sản, được sự ủng hộ từ Ni Sư Thích Nữ Hạnh Nhẫn, trưởng ban từ thiện Phật giáo thành phố Đà Lạt, trụ trì chùa Tâm Ứng, cùng công ty Vissan, đã hỗ trợ xe vận chuyển nông sản, chia sẻ yêu thương đến bà con đang gặp khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu, đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh, chia sẻ 2.500 phần quà đến bà con đang gặp khó khăn trên địa bàn xã Lê Minh Xuân và xã Phạm Văn Hai, thuộc huyện Bình Chánh. Mỗi phần quà gồm 5 kg gạo, mì, nước tương, muối, rau, củ quả. Trước đó, ngày 4 tháng 9 năm 2021, Tu viện Kim Cang, đại diện cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, tiếp tục chia sẻ 1.200 phần quà đến bà con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại xã Phạm Văn Hai và quận Bình Tân. Ngày 5 tháng 9 năm 2021, Tu viện Kim Cang chia sẻ 1.200 phần quà đến người dân tại huyện Hóc Môn, quận 12, quận Gò Vấp và quận Bình Tân. Những phần quà là công đức đóng góp của chư tôn đức tăng ni các cơ sở tự viện, quý nam nữ Phật tử gần xa, những tấm lòng vàng, các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân luôn đồng hành trong các công tác thiện nguyện để kết nối thành dòng tay lớn, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa sang sẻ khó khăn cùng nhân dân giúp bà con dưỡng tinh chống dịch.